Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo hối không kịp. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ thơm ngon, tỏi cũng được cho là trị nhiều bệnh và có tác dụng tốt trong việc mang đến vận may và xua đuổi khí độc. Tuy nhiên, nếu không biết những trường hợp phải kiêng ăn tỏi sau, thì có thể bạn sẽ rước thêm bệnh vào người. Những món ăn, thực phẩm đại kỵ với tỏi. Để tránh gây hại cho sức khỏe, khi ăn uống hoặc chế biến thức ăn, bạn nên tránh dùng các thực phẩm sau với tỏi. Trứng. Trứng nếu kết hợp với tỏi, có thể trở thành chất độc gây hại cho cơ thể, nhất là khi chiên quá cháy. Tỏi chiên quá cháy thường tạo ra chất rất độc, nguy hiểm cho sức khỏe. Như bác sĩ An Thị Kim Cúc, phó chủ nhiệm khoa sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết. Do đó, tỏi không được ăn cùng với trứng là khuyến cáo chung của nhiều chuyên gia. Thịt gà. Thịt gà là loại thực phẩm có tính ấm, tính ngọt. Vì vậy, khi kết hợp với tỏi là tính đại nhiệt, sẽ khiến món ăn trở nên nóng, khó tiêu và dễ sinh ra táo bón, kích lị. Nếu bạn bị táo bón vì đã ăn gà với tỏi, để mau khỏi, bạn có thể nấu nước lá dâu uống. Cá trắm cũng là một trong những thực phẩm đại kỵ với tỏi. Vì vậy, bạn không nên dùng tỏi kết hợp với cá trắm. Mặc dù cá trắm là thực phẩm bổ dưỡng, rất ngon, thịt chắc, song trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên ướp cá trắm với thì là và gừng, mà không nên sử dụng tỏi. Nguyên nhân là cá trắm có tính bình, vị ngọt không phù hợp với tỏi. Nếu cho tỏi vào, dễ dẫn đến thức ăn gây chứng bụng và dễ sinh ra giun sán. Cá diếc. Đây là món ăn rất hấp dẫn khi kho mặn, rán giòn, nấu canh chua, v.v. Thực phẩm này có tác dụng thông huyết mạch, bổ thể nhược, bổ âm huyết, ích khí tiện tỳ, thanh nhiệt giải độc, thông mạch hạ sữa, lợi tiểu tiêu xương, khử phong thấp, tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, bạn không nên nấu cá diếc với tỏi vì chúng kiêng kỵ lẫn nhau. Nếu ăn chung cá diếc và tỏi có thể làm tăng co giật đường tiêu hóa. Thịt chó. Trong thịt chó giàu chất đạm, nếu kết hợp với tỏi dễ dẫn đến khó tiêu, chứng bụng hoặc tả lị. Do đó, bạn ăn thịt chó với sả, gừng, riềng, nhưng không nên ăn với tỏi, thực phẩm có tính cay và rất nóng. Ngoài ra, tỏi không nên kết hợp hoặc dùng chung với các loại thực phẩm sau. Tỏi kết hợp với hành gây hại thận và dạ dày. Tỏi ăn với xoài, gỏi xoài có thể làm vàng da. Tỏi ăn với các loại thịt như thịt dê, thịt gà, thịt chó thường sinh nhiệt, gây nóng, chướng bụng, khó tiêu, v.v. Tỏi ăn chung với mật ong dễ dẫn đến tiêu chảy. Tỏi không nên kết hợp với các loại thuốc bổ hoặc dùng với hà thủ ô, đan bì, địa hoàng, v.v. Những người không nên ăn tỏi. Không ăn tỏi khi đang mắc bệnh về mắt. Trung y có câu, tỏi có trăm cái lợi, duy chỉ hại con mắt. Bởi loại củ này có một phần thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt, nên những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt được khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi. Với người bình thường, ăn tỏi sống đặc biệt có lợi đối với dạ dày. Nhưng với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Nguyên nhân là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn. Huyết áp thấp. Những người bị huyết áp nên hạn chế tỏi. Tiêu thụ tỏi nhiều thường làm giảm huyết áp, thậm chí đến mức nguy hiểm. Tiền sử mắc các bệnh về gan. Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng dưỡng khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí, có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hàng ngày. Nhưng đây là cách làm lợi bất cập hại. Người mắc bệnh gan, đặc biệt với các đối tượng bị nóng gan, ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh.
lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này. Bệnh tỏa. Mặc dù có lợi cho dạ dày, nhưng đối với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tỏa, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Đó là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn. Người suy nhược và nóng trong. Tỏi là thực phẩm có tính nóng, vì vậy những người bị nóng trong, nhiệt miệng thường hạn chế ăn tỏi. Tương tự, những người thể trạng yếu cũng không nên ăn tỏi nhiều. Bụng đói. Khi bạn bị bụng đói hoặc bụng đang còn cao, tuyệt đối không nên ăn tỏi vào, vì bụng trống sẽ dễ kích thích ruột, dạ dày, dẫn đến đau dạ dày, viêm dạ dày cấp tính. Người mắc bệnh nghiêm trọng khác. Thực phẩm cay nóng như tỏi, ớt thường rất hữu ích cho người khỏe mạnh, giúp phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, những người bị bệnh nặng thì không nên ăn tỏi, dễ dẫn đến các tác dụng phụ đáng kể. Ngoài ra, các thành phần trong tỏi còn có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, khiến bệnh ngày càng nặng thêm. Không nên ăn tỏi nếu bị dị ứng hoặc khó tiêu hóa. Có những người không ăn được tỏi bởi lý do hoặc là dị ứng hoặc không tiêu hóa được. Vì vậy, nếu ăn tỏi mà thấy các dấu hiệu như ở nóng, đầy hơi, v.v. thì rất có thể bạn đã bị dị ứng với tỏi. Tốt nhất nên ngưng ăn tỏi. Trường hợp dị ứng tỏi nghiêm trọng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.